Chào Bạch Dương, đây là bài dự đoán cho tuần từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 cho tất cả các bạn có cung mặt trời, mặt trăng, điểm mọc, sao Kim và cung nhật thứ 6 thuộc Bạch Dương. Các bạn cũng có thể xem trong cái la số của mình để xem cung nhật thứ 6 của mình thuộc tròn sao nào. Và đặc biệt là nếu các bạn thuộc Bạch Dương thì bạn có thể xem cả video này nữa. Bởi vì cung nhật thứ 6 nó cai quản cái vấn đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình và các mối quan hệ. Cho nên là nếu bạn muốn biết thêm về về cuộc sống tình cảm của mình thì cung nhật thứ sáu cũng cũng là một cái chòm sao bạn cần phải tức là cái sao của cung nhật thứ sáu cũng là cái cung mà bạn bạn có thể xem. Mình cũng muốn chúc mừng sinh nhật các bạn. Mình có một bài dự đoán đặc biệt dành cho Bạch Dương. Nhưng mà trong video đó có một đoạn nó bị lỗi thì mình sẽ bổ sung trong video này. Và nếu nếu bạn mới mới biết đến kênh của mình thì chào mừng các bạn. Còn những bạn nào là viewer trung thành của mình, cảm ơn các bạn. Và đây là bài dự đoán chung cho toàn cung, cho nên nếu nó không phù hợp với hoàn cảnh riêng của các bạn có thể xem thêm bài dự đoán của cung mặt trăng, điểm mọc, sao Kim của mình nữa. Có thể là sẽ cho bạn thêm thông tin mà các bạn cần. Còn nếu các bạn muốn có bài dự đoán riêng cho mình, các bạn có thể liên lạc với mình qua trang Facebook của mình Tarot hoặc là email cho mình với cái địa chỉ email mình để ở dưới đây. Tuần này mình thấy câu chuyện của các bạn khá rõ ràng, thực ra nó không rõ ràng lắm nhưng mà mình ưu tiên cho các bạn là mình rút rất là nhiều lá ở đây, thì cuối cùng nó đã rất là rõ ràng với mình. Mình thấy rằng các bạn vẫn tiếp tục mạnh mẽ tiến lên phía trước sau một thực ra mình nhớ cái câu chuyện của các bạn khá rõ. Bởi vì mình có sao Kim thuộc Bạch Dương và mình thấy cái câu chuyện ở đây của tuần này nó vẫn là cái chiều hướng tiến lên phía trước của những cái tuần trước đây. Những tuần trước đây các bạn đã trải qua có thể một khoảng thời gian sóng gió, không được ổn định trong một với một mối quan hệ nào đó và các bạn đã dứt bỏ để tiến lên phía trước. Thì tuần này có thể là với ảnh hưởng của thủy tinh nghịch hành, cho nên mình sẽ không ngạc nhiên nếu người đó quay trở lại hoặc là những cái năng lượng cũ của cái mối quan hệ đó nó quay trở lại. Bởi vì bạn bắt đầu với cái lá con quỷ, lá the devil, lá của ma kết, cũng có thể cái người mà bạn đang ở đây. Chúng ta có ma kết, có song tử và có thiên bình. Bạn có ba lá major arcana ở đây, có nghĩa là nó nói về những cái chuyển biến rất là mạnh mẽ và quan trọng. Với cái lá The Devil này thì nó nói về việc có cái sự ràng buộc hay có những cái nỗi sợ, có những cái ám ảnh nó kìm hãm bạn và có thể bạn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi được cái những cái ràng buộc đó. Cái nỗi sợ này có thể nó phần lớn là đến từ cái nội tâm của bạn. Cái sự thì thực ra khi mà chúng ta trải qua một cái mối quan hệ sâu sắc với ai đó và cái bạn có lá love ở đây, mình thấy là tình cảm ở đây rất là sâu sắc, hoặc là cái mối quan hệ này nó mang tính ám ảnh, nó mang tính ràng buộc ám ảnh, ràng phụ thuộc khá cao. Và với tất cả những cái mối quan hệ được được thể hiện bằng lá con quỷ thì để dứt ra khỏi nó là một điều không phải dễ dàng. Cho nên mình có cái video thủy tinh nghịch hành, bài học từ quá khứ mà mình vừa mới post trong ngày hôm nay. Các bạn có thể tìm xem video đó để xem là mình có thể học gì từ những cái bài học đã qua trong quá khứ. Và với ảnh hưởng của thủy tinh nghịch hành thì chắc chắn những cái gì của quá khứ nó sẽ quay trở lại để thăm bạn. Và đừng quá khắt khe với bản thân, đừng quá gay gắt với bản thân nếu mà mình chưa hoàn toàn vượt qua khỏi cái nỗi đau đó, hay là vẫn còn bị chi phối ràng buộc, có một chút chi phối ràng buộc nào đó với người cũ. Có thể là bạn nhớ lại những kỷ niệm cũ chẳng hạn, hay là bạn bạn muốn liên lạc với họ, hay là khi mà họ liên lạc với bạn thì bạn bạn rất là dễ bị xiêu lòng. Không sao cả, bởi vì đó là cái mục đích của cái khoảng thời gian này, tức là để chúng ta nhìn lại quá khứ. Cái khoảng thời gian thủy tinh nghịch hành như mình nói là sẽ rất là nhiều thứ của quá khứ đã đến với bạn nếu mà bạn hoàn toàn chưa chưa qua được, và không có cái gì để cần phải gay gắt với bản thân chúng ta cả. Đó là điều một phần tất yếu của cái việc hàn gắn tổn thương. Hãy đối diện với nó, đừng né tránh nó, đừng gắt gay gắt với bản thân mình, đừng ép buộc bản thân mình
phải tiến lên phía trước, phải vượt qua, hay là phải ngay lập tức chấm dứt được những cái cảm xúc đó với người cũ, mặc dù họ đã làm tổn thương bạn rất nhiều. Chúng ta đều là con người và những cái phản ứng đó là phản ứng tự nhiên. Cái này mình cảm giác như là các bạn có biết về cái concept gì nhỉ? Hội chứng Stockholm mà, tức là những người mà bị bắt cóc, bởi người bắt cóc khi mà họ họ được thả ra, họ rất là khó để trở về cuộc sống bình thường và họ cảm thấy rất là gắn bó với cái người đã bắt cóc mình. Thì cái hội chứng mà yêu yêu và không thể nào dứt ra khỏi cái người mà đã làm mình tổn thương, hoặc là làm mình đau khổ, hay là ngược đãi mình, cái đó gọi là hội chứng Stockholm. Thì ở đây không nhất tiện, tức là mình nhớ đến cái concept đó, nhưng mà có thể nó không đến cái mức nó không đến cái mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng ở đây những cái lá bài ở đây nó thể hiện rằng bạn vẫn còn dành tình cảm cho cái người mà có rất là đã từng làm mình đau khổ và hoàn toàn chi phối mình và làm mình mất đi tất cả sức mạnh trong tay mình. Bạn đã giành lại được cái sức mạnh đó với những cái lá bài tiếp theo, nhưng đôi lúc hãy cho phép mình được yếu đuối bạn, tức là nếu mà mình có những giây phút yếu đuối vì những cái gì đã qua đó và nó quay trở lại, thì đừng gay gắt với bản thân của mình. Nhẹ nhàng và hãy là người bạn tốt nhất của bản thân mình. Xin lỗi các bạn, có bộ mình rất là không thích bồ câu đậu ở trên ban công của mình. Cho nên nếu cái người đó có quay trở lại để ràng buộc bạn, hay là níu kéo bạn, và bạn cảm thấy yếu lòng và bạn vẫn còn cảm thấy tình yêu dành cho họ, không sao cả. Hãy chỉ hiểu được rằng mình không muốn quay trở lại cái xiềng xích này. Cho nên bạn vẫn có thể dành tình cảm cho người đó, nhưng nếu mà một khi bạn biết là điều gì làm bạn hạnh phúc và điều gì bạn không thể chấp nhận, thì bạn mình tin rằng bạn vẫn có thể thoát ra khỏi được cái xiềng xích này. Có thể bạn cảm thấy cái năng lượng như là một cái lá The Empress ở đây, nó là năng lượng rất là nữ tính, phụ nữ, hình ảnh của người mẹ, người chị, người che chở cho người khác. Và love ở đây mình thấy cái tình cảm ở đây nó rất là dạt dào, cho nên cũng có thể người đó không 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 buông bỏ bạn được, bởi vì bạn đã dành rất là nhiều tình cảm cho họ và họ cảm thấy có một cái chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc với bạn. Bạn giống như là người mẹ, người cha đối với họ. Cái năng lượng ở đây nó rất là ấm cúng gia đình, nó có cái sự quan tâm, thực sự là quan tâm che chở bảo vệ lẫn nhau. Có thể người kia của bạn là song tử hoặc là thiên bình, hoặc là họ có thể xem bạn như là hình ảnh người mẹ, người cha, người chị. Cái người này có thể, bởi vì ở đây mình thấy khi mà mình đến với cái bộ tình yêu á, thì bạn có healing family issue, thì có thể, và thường những cái người mà bị vẫn còn chưa thoát khỏi những cái tổn thương do hoàn cảnh gia đình, họ thường rất dễ rơi vào cái tình trạng là codependent, phụ thuộc lẫn nhau và không có được cái sự tự chủ cho mình khi mà họ có một mối quan hệ tình cảm với ai đó. Cho nên cái người cũ của bạn rất có thể họ không buông bỏ được bạn, bởi vì họ họ nhìn bạn giống như là hình ảnh người cha người mẹ với họ vậy. Cho nên mình hiểu là rất là khó với những người mà trong cái mối quan hệ như thế này. Có thể nó sẽ không đúng với tất cả những bạch dương theo dõi video này. Nếu mà bạn không hề có một mối quan hệ nào cả, hay là mối quan hệ của bạn vẫn rất là ổn, thì cái thông điệp này không phải dành cho bạn. Hãy chắt lọc cái thông điệp nào dành cho mình và đừng cố gắng ghép nó vào hoàn cảnh của mình rồi suy luận suy đoán. Mình thấy là các bạn vừa trong thời gian vừa qua đã có được cái sự kết nối với bản thân của mình, hiểu thực sự là hiểu bản thân nhiều hơn qua cái chặng đường mình đã trải qua, và các bạn có thể là dành thời gian riêng để chăm sóc bản thân, để hàn gắn tổn thương ở một mình. Có thể các bạn thiền, đi du lịch, hay là có những cái hành động nào đó, có những cái động thái để hàn gắn tổn thương cho bản thân và thực sự nhìn nhận lại cái con đường đã qua để hiểu ra được cái bài học, là cái sự thật đằng sau tất cả, đằng sau người kia, đằng sau bản thân mình, đằng sau động lực của cái việc vì sao mình quay trở lại với người đó, hay là vì sao mình còn yêu người đó, hay vì sao giữa mình và người đó có một cái liên kết rất là khó dứt. Và bạn cũng tìm ra cái sự thực là đâu là con đường đi cho mình phải cứu bản thân của mình, hay là mình là người hùng của bản thân mình và chỉ có mình mới
mới có thể cứu bản thân của mình, hay là chỉ có cái tình yêu bản thân mới là cái tình yêu trọn vẹn nhất, đích thực nhất, và có nó thì bạn sẽ không không sợ gì cả. Và với cái những cái realization đó, cái sự giác ngộ đó, bạn một bạn tiến lên phía trước và có cái sự khởi đầu lại rất là chắc chắn ở đây với Page of Pentacles. Mặc dù bạn đang giống như là xây đang đang xây lại từ đầu, đang khắc phục hậu quả sau cơn bão, bạn vẫn còn đang dọn dẹp chiến trường, dọn dẹp những cái sự ngổn ngang sau cơn bão, nhưng mà bạn đã có bạn sẵn sàng làm lại từ đầu, và bạn cảm thấy có một cái bạn cảm thấy vững chắc hơn trước rất là nhiều. Mình thấy rằng hiện tại dù có gì xảy ra đi nữa, bạn sẽ không bỏ rơi bản thân của mình vì một ai cả, và bạn bạn đã học được bài học là đặt bản thân của mình lên trước và chọn cái gì nó thực tế, nó vững chắc, chứ không phải là hành động quá cảm tính. Có thể có những lúc bạn go back and forth, bạn không không chắc chắn với Class 2 of Air ở đây, nó cũng nói về có cái sự là vẫn có cái sự do dự trong đó, hay là bạn hoàn toàn chưa ổn định như mình nói, bạn vẫn đang khắc phục hậu quả sau cơn bão. Tuy nhiên, và như mình nói, cái việc đó nó rất là bình thường nếu mà có những lúc bạn yếu lòng và bạn nhớ về quá khứ, hay là cảm thấy vẫn yếu đuối. Nhưng mà mình thấy rằng với những cái gì mà bạn đã trải qua ở đây, với cái hành trình đi tìm bản thân này, bạn sẽ vững vàng để cho cái sự khởi đầu mới của mình. Và như mình nói, hãy hãy nhẹ nhàng với bản thân thôi, cái gì cũng cần thời gian, và đặc biệt là cái việc làm lại từ đầu sau cơn bão. Các bạn sẽ tiếp tục mạnh mẽ, là đây là lá của Bạch Dương. Các bạn sẽ lấy lại được cái sự tự chủ mạnh mẽ và là hoàng đế trong cuộc sống của chính mình, không để đánh mất cái quyền lực này vào tay ai nữa. Các bạn đã biết set cái boundary, cái tức là lập ra cái giới hạn cho mình, không để người khác lấn át cái giới hạn này nữa. Các bạn cũng ground yourself là gì nhỉ? Các bạn giống như là cái cây cắm rễ xuống dưới đất ấy, cái rễ này nó càng ngày càng vững chắc hơn, nó cắm sâu xuống dưới đất và không có gì có thể lung lay cái nền tảng đó. Cái King of Pentacles là một người rất là chín chắn, trưởng thành, mạnh mẽ và biết đặt cái giới hạn cho bản thân, biết chăm sóc bản thân của mình, biết giá trị của bản thân. Trong nếu mà trong xét về công việc của các bạn thì các bạn cũng đang lấy lại cái sự tự chủ cho mình và có cái sự trưởng thành hơn. Nói chung trong trong cái lá ba cái lá này nó không nói về cái mặt nào cả, mình chỉ thấy là hiện tại trong cuộc sống của các bạn ở thời điểm này, các bạn đang rất mạnh mẽ, làm chủ tình tình huống, làm chủ tinh thần, làm chủ bản thân của mình và sẽ không dễ dàng để đánh mất nó. Các bạn cảm thấy chiến thắng ở đây là chiến thắng bản thân của mình, cũng có thể chiến thắng người kia nữa, sau tất cả những cái gì họ đã gây ra cho bạn. Và chiến thắng cái hoàn cảnh đó, có thể các bạn cảm thấy là những cái điều không may trong thời gian vừa qua nó như là một tai họa trên trời rơi xuống, nhưng mà bạn đã vượt qua được nó. Là Six of Fire này là lá của người trở về sau trận chiến, chiến thắng và được tung hô, được đám đông công nhận. Cho nên bạn cũng sẽ cảm thấy là tất cả những cái nỗ lực của mình nó được đền đáp, kể cả trong công việc, tình cảm hay là cuộc sống riêng. Có thể những năng lực của bạn được nhìn nhận, giá trị đích thực của bạn được được trân trọng. Có thể người kia hiện giờ họ cũng đã họ cũng bắt đầu thấy được cái giá trị của bạn mà trước đây có thể là họ không nhìn thấy, hoặc là họ họ không trân trọng nó. Còn bây giờ khi mà mất bạn rồi, họ họ thực sự là cảm thấy bạn là hoàng đế, bạn là King of Pentacles, bạn là người chiến thắng, bạn là món quà mà họ đã không biết trân trọng. Nhưng không sao cả, mình thấy là bạn đã biết trân trọng bản thân và điều đó là điều quan trọng nhất. Bạn không chờ người khác trân trọng bạn để bạn cảm thấy tự hào về bản thân nữa, mà bây giờ bạn vô cùng mạnh mẽ, tự tin trong cuộc sống của mình. Và mình rất thích năng lượng ở cái tụ bài thứ ba này, nó vô cùng mạnh mẽ và ổn định. Giống như cái hình ảnh cái cây mà mình nói, cái cây cắm rễ sâu xuống đất và bây giờ không bão tố nào có thể quật ngã các bạn. Có thể có khi sóng gió nổi lên nó hơi lung lay một chút xíu thôi, nhưng mà nó không thể nào bị quật ngã. Từ tuần này trở đi mình có đọc bài ngược, đọc ý nghĩa ngược, thì mình thấy rất lạ là trong trải bài của các bạn,
Hầu như chỉ không có lá bài nào bị ngược cả, chỉ có một hai lá bị ngược trên tổng số khoảng 20 lá mình rút ở đây, và như thế nó là một cái năng lượng rất là tích cực cho các bạn, thuận thuận buồm xuôi gió. Cái lá bạn cũng thấy cái đây là cái hình ảnh con thuyền buồm, có khinh khí cầu bên trên, rất là đây là thời của các bạn, đây là thời thời gian để các bạn tỏa sáng, đây là bây giờ là sân khấu là của các bạn có thể thỏa sức thể hiện tài năng năng lực của mình. Hôm trong cái bài dự đoán cho Bạch Dương, trong mùa Bạch Dương này, mình cũng thấy các bạn có một cái năng lượng nó vô cùng tốt đẹp, mọi thứ khởi đầu mới và các bạn vượt qua được một cái giai đoạn sóng gió và làm mới mình. Các năng lượng xung quanh bạn nó vô cùng kỳ diệu, cho nên mình thấy cái trải bài này nó một lần nữa khẳng định điều đó. Và các bạn có một cái hành trình mới ở đây với cái lá Page of Wands, các bạn cảm thấy vô cùng là optimistic, lạc quan với tương lai và háo hức đi trên cái hành trình mới này. Mình cảm nghĩ là bạn cũng cảm nhận được đây là cái khoảng thời gian của các bạn, thời thời của các bạn đã đến rồi, khoảng cái thời gian những cánh cửa đã mở cho các bạn. Mình mới ngủ dậy cho nên là mình cảm thấy nói năng rất là khó khăn, cho nên cái cách diễn đạt của mình nó sẽ chậm hơn bình thường nhé. Mình phải nghĩ một, nói chung là từ ngữ nó không hiện ra ngay lập tức, cho nên nếu mà mình nói chậm hoặc là bị đứt quãng thì các bạn hãy hiểu cho mình. Với cái lá Page of Wands ở đây nó nói về việc là các bạn đang sẵn sàng háo hức như một đứa trẻ đi trên hành trình mới này, các bạn có đầy những sự nhiệt huyết, sự hào hứng và tò mò để xem là cái chặng đường sắp tới nó sẽ đem đến cái gì cho mình. Bạn giống như là có một luồng sinh khí mới, năng lượng mới, và bạn sẵn sàng làm lại từ đầu, học hỏi. Bạn có hai lá page ở đây, có nghĩa là có rất là nhiều sự khởi đầu mới cho bạn, và hai cái lá page này đều là hai lá page mang ý nghĩa tích cực, rất là tích cực. Nó nói về một cái sự khởi đầu mới rất là chắc chắn, có nền tảng. Nó có thể là không đến một sớm một chiều, tức là tất cả những cái gì bạn mong muốn nó đòi hỏi phải có thời gian và nỗ lực, nhưng mà bạn sẵn sàng bỏ bỏ công bỏ sức ra cho cái sự khởi đầu mới này, bởi vì bạn có đầy năng lượng vào thời điểm này và bạn háo hức xem là cuộc sống sẽ có gì cho mình. Vẫn có thể bạn tránh mặt cái người kia, hoặc là bạn bạn vẫn đang trong thời gian hồi phục, nhưng mà bạn đã cảm thấy tốt hơn rất là nhiều, bạn cảm thấy trọn vẹn, bạn cảm thấy hài lòng với cái khởi đầu mới này, và bạn cho phép mình được nghỉ ngơi, được thanh thản sau cái khoảng thời gian sóng gió đó. Cái người kia của bạn cũng có thể là Bạch Dương nhân Mã Sư Tử, và bạn vẫn đang tìm cách không đối diện với họ, không không muốn giao tiếp, trao đổi, nói chuyện, bởi vì cái lá Four of Swords ở đây nó đến sau cái lá bốn thanh kiếm này, đến sau lá ba thanh kiếm, có nghĩa là bạn đã ba thanh kiếm là cái lá của sự của mối quan hệ ba người đau khổ mệt mỏi, và bạn đã quá mệt mỏi rồi, cho nên bạn chỉ muốn buông kiếm ở thời điểm hiện tại và dành thời gian cho bản thân, không đối diện với người kia, không nói chuyện, có thể là chặn số ở đây. Bạn bạn hãy làm tất cả những gì bạn cần phải làm để lấy lại cái trạng thái Ten of Cups này, và cái trạng thái Ten of Cups này bạn chỉ có thể tìm thấy ở bên trong bản thân của mình chứ không thể nào tìm qua cái thế giới bên ngoài được. Cho nên bạn đang làm đúng, hãy hướng vào thế giới bên trong của mình, đó là cái nơi cần thiết để bạn tìm thấy sức mạnh chứ không phải là ở thế giới bên ngoài, và bạn sẽ tìm thấy được nó. Mình thấy là các bạn đang vô cùng mạnh mẽ ở đây, hoặc là ít nhất các bạn hiểu cái con đường đúng các bạn phải đi là gì, dù nó có những lúc bạn muốn rẽ hướng này hướng kia, bị cám dỗ, bị những cái nỗi sợ hay là cái gì đó nó làm cho mình yếu đuối, nhưng mà cuối cùng bạn sẽ luôn quay trở lại cái con đường đúng của mình. Bạn mạnh mẽ dứt bỏ những cái gì trong quá khứ, với cái lá Queen of Swords bạn hiện tại đã đặt lý trí lên trước và không hành động cảm tính. Đây là một người đã trải qua, Queen of Swords là một một cái năng lượng rất là một người phụ, không nhất thiết là người phụ nữ, chỉ là một năng lượng của một người rất là chín chắn và đã trải qua đủ sóng gió để hiểu rằng khi nào cần phải dùng thanh kiếm của mình để cut through the bullshit, để dẹp bỏ những cái thứ vớ vẩn không không mang đến ý nghĩa gì, kết quả gì cả, nó chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn mà thôi. Không có nghĩa là người này không cảm thấy, thực ra mình là hình ảnh Queen of Swords, mình là bảo bình, và Queen of Swords thì thường là
hình ảnh của Bảo Bình. Không có nghĩa là người này không cảm thấy bất kỳ một cái gì, hay là không có cảm xúc lạnh lùng như là Ice Queen. Người này thể hiện ra ngoài là Ice Queen, là nữ hoàng băng giá, nhưng mà bên trong họ vẫn rất là nhiều cảm xúc. Nhưng mà họ chỉ biết họ họ biết là khi nào cần phải đặt lý trí lên trước, và tức là một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Họ sử dụng cái đầu lạnh của mình hơn là cái trái tim nóng của họ, mặc dù bên trong họ có thể vẫn thổn thức với rất là nhiều cảm xúc, và vẫn đau và vẫn vẫn rất là emotional. Nhưng mà họ biết rằng khi nào mình cần phải phát huy sức mạnh của mình cần phải có lý trí, mình phải biết phân biệt đúng sai phải trái, cái gì là tốt cho mình, đặt set cái giới hạn cho mình và không để ai lấn át cái giới hạn đó. Cái đây là người mà bạn bạn không không bạn không nên mess with, bạn không nên chơi đùa với họ, không nên đánh giá thấp họ. Và hiện tại bạn các bạn đang đạt đến cái trạng thái của Ice Queen này, hoặc là bạn cũng có thể là một nam, nhưng mà bạn đã nhận ra mọi thứ nó đã rõ ràng ở thời điểm hiện tại. Nếu mà đôi lúc bạn vẫn có trong cái trạng thái của Two of Air, nghĩa là hai thanh kiếm, thì bạn đã chọn ra được cái thanh kiếm cho mình, và bạn biết bạn phải cận dùng cái thanh kiếm này để cut through the bullshit, dẹp bỏ những cái gì mà nó không không đem lại cho mình những giá trị tích cực. Như mình vừa nói ở đây, cái Two of Air thì bạn có Two of Pentacles ở đây, có nghĩa là có thể đôi lúc bạn vẫn go back and forth, vẫn phân vân, hay là bị chi phối, bị ảnh hưởng bởi những gì đã qua, hay là những cái chiều hướng giải quyết khác. Có thể có tiếng nói nào đó trong bạn vẫn nói là hay là thế này hay là thế kia, mình có nên thế này kia không. Tức là bạn vẫn đôi lúc vẫn bị chi phối bởi cái năng lượng cũ, con người cũ, hay con mối quan hệ cũ, hay là bất kỳ một cái cảm xúc nào đó của quá khứ mà bạn chưa buông bỏ được. Nhưng in the end, cuối cùng thì bạn vẫn sáng suốt đưa ra được cái quyết định cho mình. Bạn cũng có là Ace of Air ở đây, nó bị ngược, có nghĩa là chắc chắn là có đôi lúc bạn sẽ không có được cái sự sáng suốt này, bạn có cái sự go back and forth này, nhưng mà cuối cùng thì bạn vẫn luôn đưa ra được cái quyết định đúng đắn, bởi vì bạn đã có cái kết nối rất là mạnh mẽ với linh hồn mình, tâm hồn mình, con cái higher self của mình, cái sự chỉ dẫn đến từ bên trong bạn, và bạn tự đốt đuốc đi tìm con đường cho mình, cho nên bạn sẽ không bị lạc đường nữa, bởi vì bạn không nghe theo sự chỉ dẫn của ai khác. Bạn sẽ không bịt mắt mình và nghe người ta nói là hãy rẽ trái rẽ phải, hãy đi thẳng, và bạn dù là có trong đêm tối đi nữa, bạn bạn không sợ đi một mình và tự đốt đuốc lên đi tìm con đường đó cho mình, cho nên bạn không cần phải sợ mình sẽ đi sai đường. Four Pentacles, nhưng mà có thể các bạn hơi quá bảo vệ bản thân ở thời điểm hiện tại, và thực ra cũng không sao cả. Bạn hãy làm do what it takes. Bạn cứ làm tất cả những cái gì cần thiết để bạn có thể vượt qua cái giai đoạn này và lấy lại sự cân bằng cho bản thân. Có thể thời điểm hiện tại bạn đang rất là bạn xây những bức tường xung quanh mình, bạn chặn số, bạn tránh tránh mặt, hay là bạn dành thời gian riêng cho bản thân, bạn không cho ai vào thế giới riêng của bạn. Nhưng mà không sao cả, nếu mà bạn cần làm thế ở thời điểm hiện tại, bạn có quyền làm như vậy, đó là cuộc sống của bạn, cho nên bạn có quyền đặt your life, your rules, bạn có quyền đặt ra cái luật lệ trong cuộc sống của bạn. Nếu mà ai muốn chơi với bạn thì phải theo 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 luật của bạn. Cho nên cái thời điểm này là thời điểm bạn hãy làm, đừng có lo là mình ích kỷ, hãy đây là thời điểm để cho các bạn có thể ích kỷ và lợi, và tức là đặt bản thân của mình lên trước, chứ không phải là ích kỷ, mà hãy nghĩ về bản thân trước. Đừng giống, có thể thời gian vừa qua bạn giống như là mẹ Teresa, giống như là hoa hậu thân thiện, tức là rất là luôn đặt người khác lên trước, hay là chăm lo người khác giống như một người mẹ, lúc nào cũng chăm lo cho người khác, lúc nào cũng give, cũng cho đi, và không quan trọng là mình nhận lại như thế nào, hay là người kia, bạn chỉ muốn người kia được hạnh phúc và muốn chăm lo cho người kia. Nhưng mà đã đến lúc để bạn hold back, để bạn lấy lại sự cân bằng này, bạn cho lại tất cả những cái gì bạn cho người khác cho bản thân của mình, và giữ tiết kiệm năng lượng của mình. Năng lượng của chúng ta không phải là free, và tất cả mọi thứ đều cần phải có cái sự cân bằng, phải cần phải có sự cân bằng trong việc trao đổi năng lượng. Cho nên có thời điểm hiện tại bạn đã biết, bạn nhận ra cái bài học là mình không nên cho đi một cách quá thoải mái, bởi vì người khác sẽ không trân trọng nó, hoặc là
Mình chỉ nên cho như vậy đối với những người nào mà trân trọng cái tình cảm của mình, con người mình, những gì mà mình cho đi, những người xứng đáng nhận được nó. Cho nên thời điểm này bạn đã nhận ra là ai là xứng đáng, ai không, và bạn đã biết chọn lọc hơn rất là nhiều trong cái việc là mình sẽ dùng năng lượng của mình cho những việc nào. Bạn có Ace of Cups bị ngược, có nghĩa là mình nghĩ là bạn sẽ từ chối để làm lại từ đầu với người kia dù họ có muốn quay lại đi nữa. Với cái Four Pentacles nó cũng nói về việc là một cái kiểu, một cái pattern đã bị lặp đi lặp lại trong tất cả trong trong các mối quan hệ. Tức là bạn nhìn nhận ra được rằng dù có quay lại đi nữa thì nó cũng không có gì thay đổi cả, người kia sẽ không thay đổi, mình không thay đổi, người kia không thay đổi, và giữa hai người có cái sự không thể nào dung hòa được. Cho nên là cái có thể người kia muốn sự khởi đầu với bạn, nhưng mà bạn sẽ từ chối và bạn sẽ bảo vệ bản thân của mình, bạn sẽ tiếp tục mạnh mẽ là cái hoàng đế này. Cũng có thể bạn bạn giống như con thú bị thương vào thời điểm hiện tại, và bạn đang giống như là nghỉ dưỡng, liếm láp vết thương của mình để chờ cho nó lành, và thời điểm này bạn không thể nào mở lòng mình cho một để cho ai một cơ hội mới. Và đó cũng là cái hành trình cơ bản, cái hành trình tất yếu của cái việc đi tìm bản thân và hàn gắn những cái tổn thương cũ. Cho nên hãy cho mình thời gian, đừng quá khắt khe với bản thân của mình. Hãy bạn với cái lá bảy 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 của yếu tố lửa nói về việc là bạn sẽ rất là mạnh mẽ, để bởi vì tất cả những gì bạn trải qua nó đã trang bị cho bạn một cái hành trình kiến thức rất là hữu ích, rất là quý giá để các bạn vượt qua sóng gió trong thời gian sắp tới. Two Nine of Cups, Ace of Cups, yeah. Ai đó bạn sẽ, bạn chắc chắn sẽ không quay trở lại. Giấc mơ không trở thành hiện thực với ai đó. Có thể cái người kia cũng muốn quay trở lại với bạn, trao tình cảm cho bạn, nhưng mà bạn sẽ không đón nhận. Bạn lại có Ace of Cups bị ngược một lần nữa. Rồi bạn có là Four, yeah. Bởi vì bạn chưa qua được những cái, wow. Bạn vẫn chưa nguôi ngoai những tổn thương trong quá khứ và bạn chưa thể tha thứ được cho người cũ. Cho nên là bạn không muốn chấp nhận cái sự khởi đầu mới mà người kia muốn đem đến cho bạn, và vì bạn vẫn nhìn về ba cái ly ở đây là những gì đã qua, và nó cũng là biểu tượng của mối quan hệ ba người ở đây. Cho nên bạn mình nghĩ là bạn sẽ không có tha thứ và không quay lại. Bạn sẽ tiếp tục là cái ice queen này. Bạn sẽ rất mạnh mẽ để tiến lên phía trước. Bởi vì bạn biết là đây không phải là thời điểm thích hợp, và dù là có một ai đó mới đến với bạn thì mình thấy là bạn cũng chưa sẵn sàng đón nhận, bởi vì bạn cảm thấy nó chưa phải là thời điểm thích hợp với cái lá Wheel of Fortune bị ngược này. Cũng có thể có ai đó đang đến với bạn, nhưng mà bạn bạn đang khá là khép kín lòng mình và chưa muốn cho họ một cơ hội. Trong trong những cái bài dự đoán khác cho Bạch Dương thì mình thấy có ai đó đang đến với bạn, ở trải bài này thì mình không thấy rõ lắm. Nhưng mà nó có đề cập đến một chút xíu là với cái lá Ace of Cups bị ngược này, giống như là bạn đang chưa hoàn toàn thoải mái để đón nhận một cái sự khởi đầu mới. Trong bộ tình yêu thì các bạn có lá Religious Factors, nó nói về việc là cuộc sống tình cảm của bạn đang bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tôn giáo hay là tâm linh, con đường tâm linh, hay là cái môi trường hoàn cảnh sống của các bạn. Thì có giữa bạn và người này có thể có một cái sự khác biệt rất là cơ bản. Có thể người này rất trẻ con, bởi vì với cái lá như mình nói, bạn có thể là hình ảnh người mẹ người cha đối với họ, và họ giống như là một đứa trẻ. Bạn hai lần có lá Page ở đây thì cũng rất có thể là họ họ khá là trẻ con, họ chưa chín chắn, và nó bạn giống như là người thầy đối với họ. Với cái lá Hierophant ở đây là lá, đây cũng là lá của Kim Ngư, nhưng mà nói về việc là một người rất là chín chắn, có nhiều kinh nghiệm, còn đã có vị trí chỗ đứng trong công việc, trong xã hội, trong sự nghiệp của mình. Một người sẵn sàng để cho một cái gì đó nghiêm túc lâu dài. Nhưng mà giữa bạn và người này không có cái sự dung hòa này, không có cái sự tương đồng. Với cái lá năm cái ly nói về việc là có cái sự thất vọng buồn bã ở đây, và vẫn nhìn về mình không nghĩ là cái mâu thuẫn này nó sẽ dung hòa được, bởi vì cái khác biệt ở đây nó rất là cơ bản, và bởi vậy mình thấy là bạn vẫn kiên quyết tiến lên phía trước, và bạn không cho cái mối quan hệ này một cơ hội, bởi vì bạn thấy rằng dù có quay trở lại đi nữa, những cái khác biệt cơ bản này nó sẽ không thể nào thay đổi, nó sẽ không bao giờ dung hòa được. Bạn có là calling in your soulmate, có nghĩa là một người nào đó đang đến với bạn, bạn đang gọi cái người đó vào trong thế giới của mình bằng cách chăm sóc khu vườn của mình, yêu bản thân, kết nối bản thân, đặt bản thân của mình lên trước, mạnh mẽ, tự tin này, và sẽ có một ai đó đến với bạn khi mà bạn sẵn sàng.
Người này cũng có thể là một thiên bình hoặc là sư tử. Người này không phải là cái người mà người cũ quay trở lại muốn hàn gắn nữa. Rất có thể người cũ muốn quay trở lại với cái lá đờ sân ở đây, nó cũng nói về việc muốn hàn gắn nhưng mà nó bị ngược, cho nên mình thấy là bạn sẽ không quay quay trở lại với người cũ. Và bạn bạn biết là có người, một người thực sự dành cho mình, sẽ đến với mình khi mà mình sẵn sàng. Bạn có cái người mà bạn đang thu hút vào có thể là một thiên bình, và ở đây hình ảnh của bạn cũng có một thiên bình ở đây, cho nên tức là những người nào mà cùng tần số với nhau sẽ bị thu hút với nhau. Cái người mà đang đến với bạn họ cũng sẽ ngang hàng với bạn về mặt năng lượng, về mặt sự chín chắn công việc hay là bất kỳ cái gì, thì mình thấy là người này sẽ là cái người đối trọng với bạn. Và cho nên hãy chăm sóc bản thân của mình ở thời điểm hiện tại, đừng lo lắng về người cũ cũng đừng đừng lo lắng về người mới. Khi nào bạn sẵn sàng, bạn sẽ calling in your soulmate chứ chắc chắn, bằng năng lượng của bạn chứ không phải là bằng hành động. Bạn có lá Healing Family Issues ở đây, thì cái lá này nó xuất hiện khá nhiều với Bạch Dương thì phải. Nó nói về việc là nếu mà bạn tha thứ cho cha mẹ của bạn và buông bỏ những cái gì thuộc tổn thương của quá khứ, của tuổi thơ, của hoàn cảnh gia đình, thì bạn sẽ cuộc sống tình cảm của bạn nó sẽ ổn hơn. Bởi vì những cái người vẫn còn mang những cái tổn thương này từ quá khứ, họ cũng mang những cái tổn thương này vào trong tất cả các mối quan hệ. Họ có những cái nỗi sợ, sự ám ảnh, mà nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những mối quan hệ, cho nên là hãy học cách buông bỏ. Fire fire, bạn có rất là nhiều mâu thuẫn trong bản thân, hoặc là giữa bạn và người kia có cái sự mâu thuẫn không dung hòa được, có cái sự cãi vã ở đây và có sự chia tay. Cho nên cũng có thể trong gia đình của bạn khi mà bạn còn nhỏ thì có rất là nhiều sự bất hòa và gia đình tan vỡ, với cái Glass Tower này. Cho nên bạn vẫn còn có những cái ám ảnh đó. Bạn không có thể không có niềm tin vào vào tình cảm của người kia dành cho mình, vào vào sự bền vững của hôn nhân, hay là vào đối tượng của mình nói chung. Cho nên nếu mà bạn có những cái suy nghĩ như vậy thì bạn cũng sẽ thu hút những người như vậy vào cuộc sống của bạn để làm củng cố thêm cái niềm tin của bạn. Cho nên hãy bỏ cái niềm tin đó đi, bỏ những cái gì mà nó không tích cực, hãy hàn gắn, tự hàn gắn tổn tổn thương cho mình. Mình có post một cái thông điệp gần đây, đó là những cái tổn thương đến với bạn có thể là không phải lỗi của bạn, nhưng mà cái việc hàn gắn tổn thương cho bạn thì chỉ có thể là trách nhiệm của bạn phạm mà thôi. Ok, mình sẽ tóm tắt cái đoạn bị mất tiếng trong trong bài dự đoán của Bạch Dương tuần vừa rồi. Mình bị mất tiếng ở cái đoạn là cái lá cuối cùng, đó là lá Seven of Earth, lá 7 đồng xu, là đó nói về việc rằng hãy kiên nhẫn. Các bạn đã nỗ lực rất là nhiều trong thời gian qua, cho nên là đây là lúc để chờ cái cây của các bạn, cái cây mà các bạn đã gieo hạt nó nảy mầm, nó đơm hoa kết quả và gặt quả. Cho nên đừng đừng vừa gieo hạt xuống mà đã nôn nóng là không biết cái cây đó nó đã mọc mầm chưa hay là thế nào. Bạn có thể có những cái lo lắng ở thời điểm hiện tại, nhưng mà cái lo lắng đó nó không cần thiết và bạn cần phải có sự kiên nhẫn hơn. Ở cuối bộ bài các bạn có lá, còn mình nhớ là có lá The Lovers, lá Ace of Cups và lá Page of Fire, đúng rồi. Lá Page of Fire là cái lá này, tức là bạn sẽ có một rất là nhiều cơ hội mới đến với bạn và bạn đang rất là háo hức chờ đón nó. Đó cũng nói về việc là các bạn hãy có niềm tin, sự dũng cảm để bước đi trên cái hành trình mới này, mặc dù nó mới khởi đầu và nó chưa có nhiều cơ sở để đảm bảo một cái tương lai tươi sáng hạnh phúc cho các bạn. Nhưng mà nếu các bạn có niềm tin và sự lạc quan thì các bạn đã có hơn một nửa những cái hành trang cần thiết để bạn cần đi trên con đường này rồi. Và lá trong lá đó nó đặc biệt đề cập đến cái việc là các bạn cần phải có sự dũng cảm, have courage. Thì hồi cái lúc đầu mình rút ra cho các bạn cũng có lá courage, lá của con bướm bướm mà có lá courage, cho nên là chắc chắn bạn sẽ có được cái sự dũng cảm này để tiến lên phía trước. Rồi trong bộ tình yêu thì các bạn có lá honeymoon, playfulness và attraction. Thì đối với những bạn mà đã có cặp, đã đang trong một mối quan hệ, thì trong khoảng thời gian này có thể là khoảng thời gian các bạn giải quyết những cái mâu thuẫn với nhau nếu có, hoặc là hâm nóng lại tình cảm. Mình cảm giác như là giữa hai bạn nó có một cái sự xa cách, hay là một cái sự đứt kết nối nào đó mà các bạn cần phải đối diện ở thời điểm này, và các bạn có thể hâm nóng lại tình cảm hay là hàn gắn những cái sự
rạn vỡ này, rạn nứt này bằng cái việc là cho phép cái tinh thần tuổi trẻ nó được tỏa sáng lại trong trái tim của bạn. Tức là cái cảm giác các bạn lúc mới yêu, tức là bạn đừng đừng nhìn nhận mọi thứ quá tiêu cực, đừng chỉ nhìn thấy những cái mặt xấu của người kia hay là những gì họ đã làm bạn tổn thương. Các bạn vẫn hoàn toàn có thể lấy lại những cái cảm xúc rất là đẹp lúc mới yêu đó, và lúc và luôn trân trọng những cái điều tốt đẹp của người kia hay là những cái giây phút của hiện tại. Thì các bạn có thể cái gì nhỉ, giải quyết được vấn đề với nhau, và rất có thể rất nhiều bạch xương sẽ đi đâu đó với người yêu của mình trong thời gian này. Các bạn có là honeymoon hoặc là các bạn sẽ thưởng cho mình một chuyến đi để hâm nóng lại cái tình yêu với cuộc sống, mà có thể trong thời gian qua cái sóng gió mà trong thời gian vừa qua nó làm cho bạn quên mất. Và bạn cũng có là attraction là hãy tận hưởng giây phút hiện tại một cách trọn vẹn nhất. Như vậy thì bạn cũng sẽ thu hút cái kết quả, những kết quả tích cực nhất đến với mình. Cho nên bạn nào mà còn độc thân thì hãy chăm sóc khu vườn của mình. Cái lá attraction đó là cái lá một cô gái đang ngửi mùi hương hoa, hoa hồng trong cái khu vườn rất đẹp của mình. Đó là cái hình ảnh là calling your soulmate bằng năng lượng của bạn. Tức là một khi mà bạn khu vườn của bạn rất đẹp thì bướm bướm sẽ bay về. Và ở cuối bộ bài bạn cũng còn là Ace of Cups, một sự khởi đầu mới, và là The Lover, cho nên rất có thể các bạn sẽ thu hút được cái soulmate của mình khi các bạn học được cách chăm sóc khu vườn của mình, đặt bản thân của mình lên trước, yêu thương bản thân của mình và gọi người đó vào bằng năng lượng của bạn. Thì đó là cái phần mà nó bị mất. Mình xin lỗi các bạn về cái vấn đề đó. Cảm ơn Bạch Dương đã theo dõi bài dự đoán tuần này cho các bạn. Đây là tuần sinh nhật của các đây là đây là giờ phút của các bạn, cho nên là bài dự đoán của các bạn mình cũng làm dài hơn bình thường, mình rút rất là nhiều lá cho các bạn. À quên, mình còn 3 lá ở đây nữa, thôi mình nói luôn. Mình rút rất là nhiều ở đây. Các bạn đầu tiên á, là có lá time to go. Đã đến lúc phải ra đi. Nếu mà bạn nào còn vương vấn quá khứ, đây là lúc các bạn cần phải dứt khoát để ra đi, và mình thấy bạn biết rõ 10 mươi, đây là lúc cần phải ra đi và dứt khoát. Nó có thể là dứt khoát với một người nào đó page of air nhỏ tuổi hơn mình, hay là trẻ trẻ con, và có thể là người thuộc cung khí bảo bình thiên bình song tử. Hoặc là với cái page of air này, nó chỉ có nghĩa là bạn biết chắc chắn, mặc dù bạn không biết vì sao, nhưng mà cái linh cảm của bạn mách bảo rằng đã đến lúc phải ra đi, đã đến lúc làm sạch năng lượng và dứt bỏ quá khứ. Rồi bạn còn là chaos and conflict. Cái khoảng thời gian tới này có thể nó sẽ không được suôn sẻ lắm với các bạn, với những cái gì của quá khứ nó đang quay trở lại với bạn. Thì hãy vững tin lên, bởi vì nó không có gì đáng đáng lo cả, nó chỉ là một cái cơn bão quét qua tạm thời. Các bạn có là chaos and conflict ở đây, tức là những cái sự lộn xộn và conflict, mâu thuẫn. Rất có thể người cũ quay trở lại và các bạn sẽ cãi nhau, và không nhất thiết là nó sẽ giống như như vậy với tất cả mọi người nhé, nhưng mà kể cả như vậy đi nữa thì cái lá này có ý nghĩa, nó đem đến cái ý nghĩa tích cực, tức là bầu trời sẽ lại quang đãng sau cái trận bão này. Hoặc là nó chỉ nói thôi, mình nói mình nghiêng về cái ý là trong thời gian vừa qua bạn đã trải qua chaos and conflict, và đây là cái như hồi nãy mình có dùng hình ảnh là thời gian các bạn dọn dẹp hậu quả sau bão, thì ngay cả cái cơn bão này nó cũng sẽ đem đến cho bạn những cái điều, những cái bài học rất là quý giá và tích cực nếu bạn nhìn vào cái hướng tích cực. Các bạn có three of one, đúng không? Cái chaos and conflict này nó có thể liên quan đến một mối quan hệ 3 người, hoặc mình cái lá này cũng là lá đoàn tụ, gặp lại ai đó, cho nên cũng rất có thể người cũ của bạn, hoặc là bạn sẽ vô tình gặp lại người cũ, hay là như thế nào đó, có thể có người cũ quay trở lại, hoặc là những cái ám ảnh hay những cái tổn thương về cái mối quan hệ 3 người nó quay trở lại với bạn. Nhưng bạn sẽ giải quyết được nó với cái lá Nine of Water ở đây. Người đó có thể là cũng thể là một song ngư nữa, và người đó có thể quay trở lại để offer bạn một cái sự khởi đầu mới. Nhưng mà bạn với cái lá bốn cái ly ngược, hồi nãy bạn cũng có lá bốn cái ly, với cái lá bốn cái ly ngược, mình không nghĩ là bạn sẽ chấp nhận điều đó. Bạn bởi vì bạn biết là time to go. Người này nếu nếu mà kể cả bạn có lung lay đi nữa thì mình nghĩ cuối cùng bạn cũng sẽ không muốn quay trở lại cái cơn bão này. Bởi vì cơn bão đã qua rồi, bạn sẽ không dại dột mà quay trở lại nó. Các bạn có nó new life và bị ngược. Cho nên trong cái bài dự đoán đặc biệt cho ngư dương các bạn, bạch dương các bạn có lá new life xuôi, bây giờ các bạn có lá này ngược.
thì nó chỉ có nghĩa là bạn đang bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng mà bạn đang vấp phải những cái khó khăn. Tức là mọi thứ, vạn sự khởi đầu nan, khi mà bạn bắt đầu một cái cuộc sống mới, bạn sẽ vẫn phải đấu tranh với cái con người cũ, cái năng lượng cũ của mình, và có thể nó bị ảnh hưởng bởi những cái này, cái năng lượng con quỷ này. Cho nên, nhưng mà đừng lo, bởi vì bạn đang bắt đầu cuộc sống mới rồi. Hãy mạnh mạnh dạn tiến lên phía trước. Hãy là Queen of Air này, là lại một là một hình ảnh là cái lá Queen Queen of Swords trong bộ kia. Tức là các bạn chỉ cần mạnh mẽ và hiểu được rằng cái gì làm cho mình hạnh phúc, set cái boundary của mình. Giống như Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng tròn xung quanh đường tăng để yêu quái không thể nào mà vào trong cái vòng đó được. Các bạn cần phải dùng cái thanh kiếm của mình vẽ cái vòng tròn đó xung quanh mình, để những cái năng lượng cũ của con quỷ này, những cái gì cũ đã qua cần phải cho đi, nó không thể đụng chạm chạm đến bạn. Nếu mà bạn trải qua khó khăn trong cái giai đoạn khởi đầu mới này, đừng đừng lo lắng và đừng chùn bước. Các bạn có nhớ cái lá courage không? Các bạn cần phải 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 mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong cái giai đoạn mới này, và đừng ngại để thừa nhận rằng mình cần sự giúp đỡ hay là mình gặp khó khăn cho cái sự khởi đầu mới này, bởi vì vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà sớm muộn bạn sẽ có được cái sự có cái new new life này. Cảm ơn cập cập cơm Bạch Dương đã theo dõi bài dự đoán tuần này cho các bạn. Chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn một lần nữa, và mình hy vọng rằng trong thời gian tới mình tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn. Mình cũng muốn cảm ơn các bạn đã hưởng ứng rất là tích cực cái lời kêu gọi share post của mình tuần cái series dự đoán tuần vừa rồi. Cái lượng view nó đã tăng đáng kể nhờ cái sự ủng hộ của các bạn, và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình bằng cách share các video này nhé trong các nhóm của Cung Hoàng Đạo của mình. Thì như vậy mình sẽ có thêm động lực và sức mạnh nữa. Mình sẽ cố gắng đến khi nào mình có thể để duy trì cái series này. Cũng rất nhiều bạn nhắn tin riêng cho mình, khích lệ mình là hãy tiếp tục, bởi vì các bạn chia sẻ là nó có ý nghĩa như thế nào với các bạn, và mình thực sự xúc động khi mà đọc những cái tin nhắn đó. Nên mình cảm ơn các bạn, và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn có một tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.